chào các bạn nha. Bộ này sẽ là bộ tiếp tục đi kèm cái máy tiện về cho anh khách nha các bạn. Đã xong, còn thêm một bộ nữa nhưng mà mình chưa có trục trục nha. Hiện tại khách nào cần thì không trục thì có ngay, còn có trục thì đang đợi mình, tại vì cái trục các bạn, cái trục có 3 vé này nè, bây giờ kiếm cực kỳ khó luôn đó nha. Vé này nè, trục 30. Ok, cảm ơn khách ủng hộ nha, ủng hộ rất là nhiều món, trong đó có máy tiện nha. À, chỉnh tốc độ đảo chiều này các bạn có thắng nha, các bạn thắng nha. À, bạn nghe thắng nhảy không, thắng này. Động cơ 400W, siêu phẩm 400W, tỷ lệ 1/40, 48V, hàng máy in Japan, à, nguyên cụm, nguyên kiện, lỗ 30 thông qua, hàng Japan nha, cái này hàng đời cao 2017 nha, nó còn mới, cái này hàng mới chưa xài nha. Ở đây shop đã đấu ra hết rồi nè, khách về chỉ việc cấp nguồn đỏ đen là xài nha. Đỏ đen. Một cụm không bao gồm IC cộng không bao gồm trục. Giá hiện tại là 1.3 triệu bao ship nha, 1.3 triệu bao ship. À, khách nào cần thì liên hệ nha. 1.250 triệu cũng được các bạn ha, bao ship.